Tự động hóa và chuyển đổi số đang thực sự làm thay đổi bộ mặt của nền sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong ngành gia công kim loại. Tự động hóa sẽ giải quyết được bài toán tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tối ưu chi phí sản xuất cùng quy trình quản lý. Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tự động hóa cho các công ty sản xuất công nghiệp, Wilcom hoàn toàn có đủ năng lực cung cấp toàn diện máy móc, thiết bị và giải pháp trọn gói chìa khóa trao tay gia công kim loại tấm tại Việt Nam hiện nay. Với 16 năm kinh nghiệm, Wilcom đã không ngừng đầu tư nguồn lực tài chính và đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu, trở thành đối tác chiến lược trong việc phân phối sản phẩm, tích hợp giải pháp của nhiều đối tác uy tín hàng đầu thế giới, Fronius, ABB, Tongtai, Zasic, nổi bật trong đó có Zaway, một trong những nhà sản xuất máy CNC hàng đầu thế giới. Các giải pháp dây chuyền tự động hóa của Zaway dựa trên sự vận hành của những thiết bị công nghiệp tối tân như máy cắt laser, máy đột, máy dập, kết hợp băng tải phôi, thiết bị bóc dỡ, phân loại và xếp chồng tự động, kết hợp cùng robot công nghiệp và công nghệ xử lý dữ liệu thông minh như dây chuyền tự động hóa gia công tấm toàn diện, dây chuyền đột cắt chắn kim loại, dây chuyền đột cắt kết hợp tự động cắt dỡ phôi, dây chuyền cắt và dỡ phôi máy cắt laser, giải pháp chắn tự động kết hợp robot và nhiều dây chuyền sản xuất phức hợp khác. Trong đó, các loại máy gia công kim loại của Zaway được ra đời là kết quả của cả quá trình nghiên cứu, hợp tác lâu dài với các hãng sản xuất hàng đầu của Mỹ, Đức, Hà Lan, Nhật Bản và đều được tích hợp tối đa công nghệ tiên tiến nhất với hơn 265 bằng sáng chế. Toàn bộ dây chuyền sản xuất của Zaway đều được tự động hóa, đảm bảo quá trình kiểm soát vận hành được chặt chẽ và liên tục 24/24, giúp sản phẩm đạt độ chính xác và tính ổn định cao cũng như nâng cao độ an toàn trong quá trình sử dụng. Zaway xây dựng hệ sinh thái đám mây riêng của mình mà tại đó, thông qua công nghệ điện toán đám mây, giúp cung cấp các nguồn lực và nền tảng cho mỗi liên kết của sản xuất thông minh. Mọi thông tin trong quá trình sản xuất được kết nối đồng bộ với hệ thống thông tin quản lý và IMD của doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng của thiết bị. Với đội ngũ nhân sự làm chủ phần mềm quản lý dữ liệu thông minh và Big Data cho phép chẩn đoán bảo trì, nâng cấp hệ thống của máy CNC từ xa, đảm bảo các thiết bị và dây chuyền của Zaway cung cấp luôn đáp ứng được trạng thái hoạt động tốt nhất và được cải thiện liên tục phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Zaway luôn theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu và không ngừng cải tiến để cho ra đời những dây chuyền tự động hóa gia công kim loại tấm với nhiều tính năng vượt trội, mang lại hiệu quả cao hơn cùng mức tiêu thụ năng lượng thấp và chi phí bảo trì tối thiểu. Hiện nay, đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, xu hướng ứng dụng các giải pháp dây chuyền sản xuất tự động hóa để xây dựng và hoàn thiện mô hình nhà máy thông minh trong gia công kim loại tấm đang được nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. Bởi những lợi ích vượt trội khi đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về năng suất, chất lượng sản phẩm và tối ưu chi phí sản xuất. Nắm bắt được nhu cầu đó, bằng năng lực và 16 năm kinh nghiệm, Wilcom đã thiết kế và cung cấp trọn bộ chìa khóa trao tay các giải pháp dây chuyền sản xuất tự động hóa sử dụng các máy móc hiện đại của Zaway trị giá lên tới hàng triệu đô. Tiêu biểu phải kể đến các dự án tại các đơn vị gia công kim loại tấm hàng đầu Việt Nam như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thành Tiến, công ty cổ phần bóng đèn vách nước Rạng Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ kim khí Huy Thành, công ty cổ phần New Tech Việt Nam, tập đoàn QH Plus, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Ánh Đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và sản xuất Hoàng Giang. Đến nay, Wilcom đã triển khai, lắp đặt và nghiệm thu nhiều dây chuyền gia công kim loại tấm, kết cấu thép với các hiệu quả thực tế đã được công nhận. Wilcom chính là cầu nối giúp các nhà máy, các doanh nghiệp tiếp cận đúng hướng với các thiết bị tự động hóa chất lượng cao và đang từng bước thực hiện sứ mệnh thu hẹp khoảng cách công nghệ trong lĩnh vực gia công cơ khí giữa Việt Nam và các nước tiên tiến trên thế giới.